thân mến, ở bản Báng, thị trấn Tùa Chùa, huyện Tùa Chùa thì có một món nước ngọt rất là lớn. Và món nước ngọt này thì không chỉ cung cấp nguồn nước sạch cho bà con nhân dân, mà chính tại trong cái món nước này có một loại rêu có quanh năm. Đây chính là nguồn thực phẩm để bà con nhân dân nơi đây chế biến nên những món ăn rất là độc đáo từ rêu. Đây là mình đang vớt rêu phải không bạn? Dạ vâng ạ, đang vớt rêu để về chế biến món rêu mó chị ạ. Rêu này là rêu ở mó, về chế biến. Thế sự khác biệt của rêu mó này với cả rêu ở sông suối này là ở trên mó này, trên bản Báng này đấy là được cái hay là nó có quanh năm chị ạ. Với lại nó không như rêu suối, rêu sông ở bên sông suối là mùa lú là nó sẽ không có, còn đây là quanh năm luôn, mùa nào nó cũng có. Đối với loại rêu mó này đấy, là nó có một cái hay khác biệt ở chỗ rêu suối ấy, là mình mang về mình chỉ cần rửa sạch qua thôi là về sử dụng được ngay, chứ không phải đập qua, mình phải mang về như rêu suối là mình phải đập thì mới các sạn và cái chất bẩn nó sẽ ra. Còn rêu đá này là nó bản chất của nó đã sạch rồi nên mình về là chỉ rửa qua và về chế biến món ăn thôi. Dạ vâng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chế biến như thế nào nhỉ? Sau khi mà rêu đã qua sơ chế ban đầu ấy là về sạch sẽ rồi đúng không? Bắt đầu là tẩm gia vị, ướp gia vị, thau ướp gia vị. Đấy là gồm có là chuẩn bị đúng không? Rêu, xong mình cho gừng này, đấy, cho súp mì, mắc khén là nguyên liệu ban đầu. Đấy, mình sẽ đảo lên. Bắt đầu xong rồi đó, mình sẽ cho vào nhồi ống tre. Để mình nướng. Trước khi mình cho rêu vào ống tre này là mình sẽ cho một ít nước lọc để mình lót trước để nó khỏi bị cháy phần ít ống đấy, để cho tăng cái độ mềm của rêu. Cứ tầm 1/2 đi, 1/2 bát nước đi. Bắt đầu mình nhồi. Khi mà mình nhồi vào ống như thế này mình có cần phải nhồi chặt không ạ? Càng chặt được càng tốt. Càng chặt càng tốt. Nói chung là nhét được càng nhiều càng tốt. Đấy, công đoạn lắm. Đối với món rêu nướng tre này thì cái nguyên liệu để mình mà nướng ấy là phải là than củi, bếp củi ấy của dân tộc mình là nấu là nó nướng nó thơm hơn, nó có vị thơm đặc trưng của nó. Cái này không cần phải cầu kỳ nhiều, nó chỉ cần sôi lên là được. Có nghĩa là nó có chờ thời gian nướng này nó có phải lâu không? Mình cứ quan sát là nó sôi lên là được. Vâng chị ạ, kiểu như là bản chất của rêu này thì nó cũng chỉ bình thường, nó chín nhanh lắm. Vâng. Sau khi mà rêu đã được nướng chín ấy, ta sẽ rắc thêm cái loại gia vị này. Đầu tiên ta sẽ rắc hạt mắc khén này. Đấy. Để tăng thêm độ đậm đà. Và lá chanh, cái món lá chanh là không thể thiếu. Riêng cái món này là nó rất hợp với lá chanh. Không còn ngoài ra không cho thêm cái gì. Mình chỉ cho lá chanh với lại khi ăn là mình đảo đều lên là được. Có vào mùa khô, còn mùa nước lũ thì sẽ không có rêu để hái. Nhưng mà muốn thưởng thức món rêu vào bất cứ thời điểm nào trong năm thì quý vị hãy đến với thị trấn Tùa Chùa, bởi vì ở nơi đây có rêu được hái từ món nước ngọt. Quý vị hãy ghé thăm Tùa Chùa để thưởng thức món ăn này. Chuyên mục ẩm thực tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.